Xin chào anh em nha. Sáng giờ bận quá, giờ mới rảnh đây làm cái clip giới thiệu với anh em một cây Moritz nha anh em nha. Đây Moritz, hàng về mấy nay. Sáng giờ hơi bận, đây là Moritz Rumler, Rumler MR1 nha anh em nha. Cây này là MR1, có chữ ký đầy đủ. Ngoại hình thì cũng khá đẹp anh em. Một cái đàn nhiều năm rồi nha anh em nha. Cái đàn này rất là nhiều chục năm, vài chục năm rồi, nhưng mà ngoại hình còn như vậy là quá đẹp nha anh em. Tất nhiên mình nhìn vào vẫn biết đó là một cây đàn đã qua sử dụng, có vài vết lướt xước nhỏ nhỏ nha anh em nha, nhưng nó không đáng kể đâu, nhỏ xíu thôi. Lướt xước trên đàn đại khái vậy á. Thì đàn đã qua sử dụng mà mấy chục năm rồi thì mình phải chấp nhận là nó hơi cũ nha anh em nha. Không thể nào nó đẹp, nó đẹp luôn thì nó sẽ cao tiền nữa nha. Đẹp hẳn luôn, như mới luôn thì nó sẽ nhiều tiền nữa. Thì cây này là thuộc dạng một cây đàn đẹp, nguyên zin, chất lượng tốt hết nha anh em nha. Một vài vết lướt xước dấu hiệu của sự cũ anh em nha. Xung quanh đàn ít thôi, không có nhiều nha. Anh em nhìn tổng quan nó vẫn là một cây đàn đẹp, anh em thấy không? Tổng quan nó vẫn là một cây đàn đẹp đó. EQ là EQ zin theo đàn nha anh em. Bắt tiếng đều đẹp và nạp âm khi kết nối âm ly lắm nha. Thông thường những cây này đẹp thì mình thường bán với giá là 5 triệu rưỡi, 6 triệu nha. Mình đã từng bán những cái clip, anh em có theo dõi những clip trước thì có biết MR1 này, những cây đẹp đẹp mình bán 4 triệu rưỡi, 5 triệu, 6 triệu luôn, đẹp cỡ này. Cây này mình bán là 4 triệu nha anh em nha, 4 triệu Moritz Rumler MR1 nha. Đây tổng quan cây đàn đây nha, đẹp và nguyên zin hết nha anh em nha. Một vài vết lướt xước linh tinh nhỏ nhỏ thôi, lát mình sẽ quay gần, mình test gần phím cho anh em coi nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em nhìn gần đàn đây nè anh em. Đẹp nha, đẹp, đàn đẹp, một vài vết lướt xước linh tinh thôi, nhỏ nhỏ, không đáng kể lắm nha. Tem đẹp, lướt xước linh tinh thôi, không đáng kể. Cần phím thì ok, action chuẩn đẹp. Đây đầu đàn đã Rumler đây, khóa là khóa zin của đàn nha anh em nha, khóa vô tôn, khóa zin. Lưng đàn đẹp luôn nè anh em, lưng đàn này là cái vân gỗ, cái sóng của đàn á, vân gỗ. Rất là đẹp nha. Ở đây là có một quẹo vết lướt xước nhỏ nhỏ xíu xíu ở đây nè. Đó, không ảnh hưởng gì luôn. Eo cũng có vài vết xước lướt xước linh tinh lên nhỏ nhỏ, anh em thấy không? Ốc đeo dây nè, cái này là đầu cắm giác nè. Đây là EQ của đàn, EQ. Đó. Ngon lành nha. Rồi, mình đo cái action cho anh em coi. Dây số 1 đây, dây số 1 là đẹp anh em. Đó, đẹp chuẩn nha. Dây số 1, dây số 6 bằng chuẩn luôn. Đó, cây này được canh chỉnh đúng chuẩn, anh em nào muốn hạ thêm nữa thì vẫn hạ bình thường anh em. Ngựa này là còn nguyên zin luôn, ngựa này ngựa zin to anh em thấy không? Dòng Moritz Tornado và Rumler này cái ngựa nó to hơn ngựa bình thường nha anh em, ngựa to hơn. Rồi, test cần phím cho anh em coi nha. Cần phím là ngon lành hết nha anh em nha. Mình test đến những ngăn cuối luôn để anh em thấy là cần phím nó rất là ok, không rè tẹt, không lỗi lầm gì nha anh em nha. Cái cần đàn nó dài như cái cần đàn điện, anh em thấy không, nó dài xuống tuốt như này luôn, chơi thoải mái luôn. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn nha. Rất hay anh em thấy không? Âm hay, tiếng rất là sáng anh em nha. Mình kết nối âm ly cho anh em nghe thử cái âm cho nó kết nối với âm ly nha. EQ zin theo đàn, EQ xịn của Moritz. Tiếng ra loa rất là sạch.
Rồi mình sẽ rải vài hợp âm nha để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn, cái âm của đàn khi nó kết nối với âm ly. Chứ mình đánh 6 dây nè. Rồi mình rải hợp âm nha. Loa rất là sạch, rất là đều nha anh em nha, và cái lực đánh ra rất là mạnh. Đàn đẹp, chất lượng tốt, âm hay, EQ ngon lành luôn. Giá bàn vàng đang bán đây là 4 triệu đồng nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.